Chào cô chú anh chị đến với kênh của anh Tuấn. Em giới thiệu, em xin tự giới thiệu, em là tên em tên Tấn, tại cơ sở cây kiển Ngọc Nhãn, địa chỉ khu vực 6 phường Tân An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại Zalo của em là 0838659777, và đó là số Zalo của em. Rồi, hôm nay em có một số cây bông trang để giao lưu với cô chú anh chị. Đây là cây số 1, cây trang lá nhỏ, trang đỏ lá nhỏ, dáng thác đổ, chiều đổ thác là 70. Đây, cô chú anh chị, đây là cây số 1. Cây số 1 giá giao lưu là giá 1 triệu, luôn chậu bao ship 200 cây. Rồi, đổi phôi anh. Cây số 1 ship chậu, ship luôn chậu. Rồi, đổi. Đây cây số 2 cũng là trang lá, trang đỏ lá nhỏ. Hoành thân là 11. Cây số 2 trang đỏ lá nhỏ, hoành thân 11, giá giao lưu là 900k, ba ship 200 cây. Cây số 3, cây vàng lá chung, trang vàng lá chung. Hoành tổng thể 35. Để do hoành hoành thân lớn nó dính sát vào đâu không được, nó khoảng là 14. Chung một khối. Đây hoành chung khối. Rồi, cây này giao lưu với giá là 3,5 triệu, bao ship 200 cây. Cây số 3 giao lưu với giá là ba triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị, bao ship 200 cây. Rồi tiếp anh, rồi tiếp cây số 4. Gần đây mình tiếp tục cây số 4. Cây số 4 là cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này thuần chậu luôn hả anh? Dạ, ship em sẽ nhổ lên em bó bầu. Cây này sống thuần chậu rồi phải không anh? Dạ, sống thuần chậu rồi. Cây thuần chậu. Hoành tổng là 63. Ngang là 1,5 m. Cao là 1,1 m. Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? Giao lưu giá là 2 triệu, bao ship 200 cây. Cây số 4 giá giao lưu 2 triệu, bao ship 200 cây.
cơ sở cây kiển Ngọc Nhãn, khu vực 6 phường Hưng An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại và Zalo là 0838 659 777. Và ra qua đây cây số 5. Cây số 5, cây là trang đỏ lá nhỏ, đằng thông á. Đây hoành tổng là 33. Đôi gốc thân lớn nha. Thân lớn 16 rưỡi 16. Chiều rộng tàn 1m4. Chiều cao lên 1m5. Và cây số 5 giao lưu với giá là 6 triệu, bao ship 200 cây. Cây số 5 giá 6 triệu. Nghe quý cô chú anh chị. Ở đây mình xin giới thiệu cây số 6. Cây mã số 6. Trang hồng phấn lá nhỏ. Một cốt nha cô chú anh chị. Hoành 16 rưỡi. Hoành 16 rưỡi. Con cốt thoát thân lên 21. Chiều cao 80. Hoành ngang 80. Cao lên 1m2. Giá cây số 6 giao lưu với giá là 1,5 triệu, bao ship 200 cây. Tiếp theo bao ship 200 cây nha bà con cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mình là cây số 7. Cây số 7 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ luôn, cũng tàn thông giống như cây số 6. Hoành cũng 16 rưỡi, tính 16. Này tàn ngang 80. Cao lên 1m2. Rồi một cốt lên ha, một cốt lên thoát thân là 11. Cây số 7 này em giao lưu với giá là 1,5 triệu, bao ship 200 cây. Theo mình là cây số 8. Cây số 8 cũng là trang hồng phấn lá chung lá nhỏ luôn nha cô chú các anh chị. Đây hoành 20. Chiều cao thoát thân. Là 31. Cốt thấp thăng lên 31. Tàn ngang 1m. Chiều cao 1m3. Và cây số 8 này em giao lưu giá là 1,5 triệu, bao ship 200 cây. Bà con cô chú anh chị ủng hộ em qua số điện thoại cơ sở cây kiển Ngọc Nhãn, địa chỉ khu vực 6 phường An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại và Zalo là 0838 659 777. Và mình tiếp tục cây số 9. Cây số 9 cũng là trang hồng phấn lá nhỏ. Đây mình đo hoành cũ là 21.
Quỳnh Thân 16, Thất Thân là 18, Tàn Ngang 75, và chiều cao của cây này là 1m1, cây số 9. Cây mã số 9 này em giao lưu là 1,5 triệu, bao ship 200 cây. Và đây cây số 10. Cây số 10 là trang đỏ lá nhỏ của chú các chị. Đây 18. Phần thân 18. Thóc thân là 59. Tàn ngang 1m2. Chiều cao là 1,5m. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 10 đem giao lưu với giá là 2,5 triệu, bao ship 200 cây. Ở đây mình đến với cây số 11. Cái bàn đâu rồi? Cây 11 rất là già cô chú các anh chị. Đo hoành thân trang đỏ lá chung mã số 11. Đây em đo hoành cũ ha. Cũ 49. Hoành tổng thể là 47. Đo cúc lớn ha. À, cúc lớn là 14. Cốt lớn 15. Cốt lớn 15. Cái này già quá trời. Già quá già luôn. Thuần chậu, thuần chậu luôn. Dạ. Nghe quý cô chú anh chị. Già me luôn. Chiều ngang là 1m1. Chiều cao khoảng 1m3. Khoảng 1m3 nha. Giao lưu giá nhiều anh? Trang đỏ lá chung da me là em giao lưu với giá là 5 triệu, bao ship 200 cây. Cây số 11. Cây nặng chưa? À, tiếp theo là cây số 12. Cây trang đỏ lá nhỏ vô ngũ khúc nha bà con cô chú anh chị. Cây này là tuổi thọ là trên 50 năm rồi đấy. Người bên tổng là 54. Thân lớn là 17. Thân lớn là 17 nha quý cô chú anh chị. Thân lớn nhất là
mét 3. Chiều cao là tổng nha. Như vậy. Chiều cao cây là 2m2. Trang đỏ lá nhỏ vô dáng ngũ phúc. Cây số 12. Giao lưu giá bao nhiêu anh? Giá giao lưu thì liên hệ số điện thoại. Dạ, số điện thoại của cơ sở cây kiển Ngọc Nhãn, địa chỉ 16 phường An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại và Zalo là 0838659777. Tiếp theo là cây số. Dạ, tiếp theo là cây số 13. Cũng là ngũ phúc. Cây này tuổi thọ giống như cây 12. Đó là một cặp. Đây hoành tổng là 77. Đem ra thân lớn là 16. Thân lớn là 16. Tang lớn nhất là 1m35. Cao cũng vậy. Chiều cao cũng 2m2. Giá Zalo thì cũng liên hệ số điện thoại 0838 5659 777. Giao luôn một cặp. Cặp 12, 13 và tới cây số 14. Cây số 14 là cây đỏ lá chung. Cây khói vô tàn dù đẹp cô chú anh chị. Dù có bút luôn. Đỏ lá chung. Hoành tổng khối là 69. Trúc lớn là 22. Hoành gốc thân lớn là 24 cô chú anh chị. Chiều cao lên đến cái tàn dù là 1m5. Cây này em giao lưu với giá là 8 triệu, bao ship 200 cây. Thì gọi chiều cao không báo tàn dù còn cao nữa thì những tổng cao là 2m5. Tổng chiều cao cây này là 2m5 của chú anh chị. Rồi tiếp theo là mình xin giới thiệu cây số 15. Đỏ lá chung nha bà con của chú anh chị. Cây này khủng lắm nha mọi người. Nghe quý cô chú anh chị. Cái chiều cao thấp của cái bụi này tổng là 4m. Tổng chiều cao tổng là 4m. Thấy không chị? Thấp thân lên tàn dù là 2m2. Hoành tổng. Đây hoành tổng là mắt thước luôn nha bà con cô chú anh chị. Rất là già. Này đế sâu nữa bà con cô chú anh chị. Okay. 22. Gốc thân lớn nhất là 22. Đây
trang đỏ lá chung, cây cổ. Rồi cây này em giao lưu thì liên hệ số điện thoại 0838 659 777. Cây số 15. Tiếp theo là cây số 16. Cây số 16 trang đỏ lá chung, thông lá nhỏ rất đều, có trang đỏ lá nhỏ. Xin lỗi là con hứa đến chị trang đỏ lá nhỏ. Lấy giùm em cái chân thôi. Vành tổng thể là 113. Phải. 113. Do là trang bụi hơi khó đo nha con cô chú anh chị. Vành lớn là 18, vành gốc lớn là 18. Tàn ngang 1,5 m. Đây chiều cao là 2,2 m. Giá giao lưu của cây số 16 là 12 triệu, bao ship 200 cây. Cây số 16 giá 12 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây số 17 là trang đỏ lá nhỏ. Chung khối mà con ơi chú anh chị. Đây đế này rất là dày. Hành khối là 40. Lớn nhất là 17. Tàn ngang là 1,3 m. Rồi chiều cao khoảng 2 m. Giá giao lưu cây này là 4 triệu bao ship 200 cây nha con cô chú anh chị. Bà con. Trả lời nói thưa clip xin chúc bà con, quý bà con, cô chú, anh chị ngày đặc biệt vui vẻ. Chào cô chú anh chị.